Hello, lại là Thịnh Bến Tre đây. Gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe và thành công anh chị ơi. Anh chị em nào đam mê những dòng xe Innova đời mới này qua Thịnh Bến Tre là sự lựa chọn hợp lý nha. Innova bên em Thịnh còn rất là nhiều luôn, 2006 cho đến 2017-18. Đó, bản E có, bản G có, bản Y có. Đó, rồi cái bản taxi cũng có luôn. Em này cọp, nguyên con Vin cọp, chạy mới có 6 mấy ngàn thôi. Model 2018, nóc còi chưa mở, Vin từ đầu tới đích, xe riêng gia đình không lỗi nhỏ một chủ. Rất là đẹp anh chị nha, về đi thôi. 462 triệu, mâm lớp vỏ ken xì ben. Nói chung là xe này là không có điểm trừ đâu. Đó, cái điểm trừ của chiếc xe này là xe cũ thôi chứ không phải là xe mới. Chỉ vậy thôi anh chị, ok cho anh chị em. Xe đẹp lắm anh chị em ơi, về đi thôi. Bản E xịn gia đình không lỗi nhỏ nha. Chất xe đẹp lắm, 2.0 bản E. Máy gầm số êm du chạy 6 mấy ngàn thì anh em biết rồi đó. Nói chung mới sao vậy, mới 100% thì xe này chắc khoảng 99% á. Ốc tán cabo đầu đít chưa mở chưa ra ha. Dàn ghế zin theo xe nè. Đó, đẹp chưa, sàn bệ rất là mới nè, ok chưa, sùng chỉ keo chỉ zin 100%, không có bị cấn đụng hay bị lỗi gì hết anh chị nha. Đó, đúng xe gia đình, cái da này của nó còn zin tới giờ luôn nè, túp lô túp ly nè. Xe chạy mấy chục ngàn thì anh em biết nó đẹp rồi đó, cái độ đẹp đó. Dàn ghế đẹp không, túp ly túp lô, dàn trần zin nè, hai dàn lạnh nè, lòng dè cua dè zin ken xì ben luôn nè, keo chỉ đồng dè nè, lòng dè zin nè. Đó, zin hết, keo chỉ zin hết, bông điện zin hết. Đó, không có chỗ chê, cái chỗ mở nước mà cái miếng che cái chỗ mở nước còn tới giờ luôn nè anh chị thấy không. Đó, keo chỉ nguyên bản nguyên vẹn hết, gương kính nút bấm auto lốc kính zin hết. Anh em nhìn túp lô túp ly đẹp nè, vân sần nè, vô lăng là không có vết xước luôn anh chị nhìn nè, chỉ mở tội hết xăng thôi. Xe này chạy như ngàn người ta, 69 ngàn, đẹp luôn anh chị ơi. Củ số nè, màn hình nè, ken xì ben chưa, nói chung là xe này một từ thôi, chất lượng tuyệt vời. Đó, rất là đẹp, sản xuất 27 nè, mẫu là 2018 nè anh chị. Bắt cửa bản lề, mới tinh, mới chét luôn. Bàn đạp chân đạp thắng nè, ken xì ben chưa, quá đã, quá xịn sò. Có xi nhan gương luôn anh chị ha. Ốc tán mới chét, nắp cò chưa mở. Đó, zin toàn tập anh chị, ốc cabo trước cabo sau zin hết luôn nè anh chị ha. Đó, quá đã. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho bé Thịnh mình. Đó, đang để cho anh em mình cái giá cũng cực kỳ rẻ anh chị ha. Đó, xe này đang để cho anh chị mình với tầm tiền chỉ là 462 triệu. Giá này còn giảm, còn bớt cho nợ, bán thiếu. Cái đèn nó quá trời mới luôn nè anh chị nhìn nè ha. Quá trời mới, quá trời đẹp, bon điện kêu chỉ riêng hết luôn anh chị nha. Đó, quá đã chưa. Về chứ việc là lên xe là đi thôi. Ở trong hầm máy ở trong nè. Đó, chạy 6 mấy ngàn thì em khỏi cần mở nắp cò mất công anh chị ha. Đó, xe nguyên bản nguyên vẹn. Anh chị thích mẫu này thì alo cho em Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Xe ngay chủ, bao dùng, bao xài, bao chạy, cho nợ, bán thiếu. Ok chưa? Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký, bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ Thịnh Bến Tre nha.